Thank you.
Hòa có mặt ở trước mặt Ủy ban nhân thành phố và đang tham quan đường hoa Nguyễn Huệ vào ngày mùng 3 Tết. Đây là quang cảnh đường hoa Nguyễn Huệ ngày mùng 3 Tết. Ngày người sáng mùng 3 Tết ở đường hoa Nguyễn Huệ, người dân đi du xuân ngày mùng 3 rất đông các bạn ơi, ngày người ở đường hoa Nguyễn Huệ luôn các bạn. Món quà đi ăn đi dọc theo đường hoa Nguyễn Huệ tham quan ngày mùng 3 Tết. Toàn thấy người là người không các bạn ơi. Ngày mùng 3 Tết đông quá đi. Đủ thứ sắc màu, người dân đi du xuân xanh đỏ tím vàng đủ thứ lắm các bạn ơi, rất nhộn nhịp. Quang cảnh đường hoa Nguyễn Huệ ngày mùng 3 Tết quá đông các bạn ơi, ngày người đi du xuân, nhất là các bà các ông lớn tuổi rất thích thú chụp hình. Ngạt người đi du xuân, Nguyễn Huệ đang đi dọc theo con đường Nguyễn Hoan đúng vậy. Và ở ngoài đang đi dần ra bến Bạch Đằng. Đông quá các bạn ơi. Chắc anh chị lớn tuổi rất thích thú những ngày chấp Tết này được chụp hình. Đúng rồi, canh được đấy. Bên những chậu hoa rất đẹp. Rất đông người dân đi du xuân. Biển người ở đường hoa Nguyễn Huệ ngày mùng 3 Tết các bạn. Đi tùm lum. Một con, một con. Câu nào đó.
dân nô nức đi du xuân ngày mùng 3 Tết. Đậu rồng cao quá. Đậu rồng đằng kia đẹp hả chị? Ngồi qua đây nè. Chị biết đậu rồng vàng quá. Các bà các cô diện những bộ áo dài rất đẹp. Các bà các cô diện những bộ áo dài rất đẹp và các bạn trẻ cũng diện những bộ đồ rất đẹp để chụp ảnh nha các bạn. Biển người đi du xuân ngày mùng 3 Tết các bạn ơi, quá đông nữa bạn. Toàn thấy người là người luôn các bạn ơi. Các bà, các ông và các bạn trẻ cũng đi rất đông. Nhưng mà tham quan lễ hội đường sách Tết Giáp Thìn năm 2024. Bán đủ loại sách các bạn ơi. Cũng rất nhiều người lớn dẫn các em nhỏ đi mua sách. Thiếu thứ gì các bạn ơi. Và sau khi tham quan Nguyễn Hòa chuẩn bị ra về, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin nhấn like, chia sẻ và bấm đăng ký ủng hộ kênh An Cộng với Nhà 64 nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Không, thôi, để đi.